Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Chúa thật, Juda bán có 30 đồng à? Mà bây giờ bức tranh Chúa giả mà lại là tranh cũ mà đắp lên nữa, bán tới 450 triệu. Là có một bức tranh sơn dầu xưa lắm rồi, vẽ hình Chúa Cứu Thế và có cái tựa đề là Salvator Mundi, tức là Đấng Cứu Thế. Thì bức tranh đó là bức tranh sơn dầu, nó cũ lắm, mà vẽ hình Chúa, mà nó, cái sơn nó cũ đến độ mà người ta lấy cái sơn mới người ta vẽ lên. Và bức tranh đó đóng trong cái khung, nó chỉ cao có 65cm, chiều ngang 45cm, nói chung là bức tranh nhỏ bình thường. Thì bức tranh đó năm 1958 họ bán được 60 đô. 60 đô thì tôi nghĩ là lúc đó có một người công giáo nào nó tình cờ vì quý bức tranh, thấy họ bán đấu giá thì mang về treo thôi. Rồi đến 2005 thì bán đấu giá được 10.000 đô. Nhưng mà đến năm 2011 thì người ta khám phá ra tác giả của bức tranh đó là Leonardo da Vinci, là tác giả lừng danh của nước Ý. Mà người ta khám phá ra nguồn gốc là lúc đó vua Louis XII của nước Pháp đánh được nước Ý, chiếm được Milan, cho nên mới kêu ông họa sĩ lừng danh này đến vẽ bức tranh Chúa Cứu Thế cùng lúc với bức tranh lừng danh nữa là Mona Lisa. Thì sau khi mà người ta khám phá ra, người ta thử nghiệm và người ta chắc chắn đó là bức danh họa của họa sĩ Leonardo da Vinci, thì một tỷ phú của Nga lập tức mua với giá 127 triệu đô ngay lập tức. Thì quý vị tưởng tượng bức tranh đang từ 60 đồng bán lên 10.000, bây giờ chỉ vì biết tác giả mà mua tới 127 triệu Mỹ Kim. Nên cái tác giả nó quan trọng lắm. Thưa quý vị đang nghe chuyện ma, nhưng mà khi biết chuyện ma với Hồng Ngạn là tự nhiên nó đắt hơn. Là chuyện ma người khác. Nên cái tác giả nó quan trọng lắm. Mà thưa quý vị, người ta có câu là họa sĩ phải chết thì mới giàu. Từ lúc sống không có bán được tranh. Nhưng mà bức tranh của Van Gogh mới đây bán được 81 triệu mấy. Bức tranh này là vẽ hình Chúa Cứu Thế, bán được 127 triệu cho một tỷ phú người Nga, là tưởng là quá mức rồi. Nhưng mà thì lại có một người khác mua bức tranh này với giá người ta chưa từng thấy, 450 triệu đô 300 ngàn thưa quý vị. Bức tranh Chúa 450 triệu 300 ngàn đô là lịch sử chưa bao giờ có. Tôi đọc xong bản tin này thì tôi nghĩ ngẫm nghĩ mãi, tôi nói là Chúa thật, Juda bán có 30 đồng à. Mà bây giờ bức tranh Chúa giả mà lại là tranh cũ mà đắp lên nữa, bán tới 450 triệu. Cái chuyện đó, tôi lấy cái chuyện đó là ví dụ, và cho đến giờ này thì bức tranh Chúa Cứu Thế vẫn là cao giá nhất trên thế giới. Thưa quý vị, lúc nãy tôi tình cờ vì nói bức tranh mà tôi nhắc đến chuyện Juda bán Chúa, làm tôi hồi tưởng lại cái thời thơ ấu của tôi. 4-5 tuổi vào nhà thờ, mùa thương khó khi nghe người lớn ngắm đều nhắc câu là Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ và thằng Juda phải sa hỏa ngục. Năm nào cũng nghe những lời ngắm đó, người ta gọi là thằng Juda phải sa hỏa ngục, và tôi cứ nghe như thế. Cho đến khi tôi lớn lên một chút, đủ trí khôn, tôi mới giật mình đặt lại câu hỏi rằng Chúa bảo không được phán xét, tại sao mình lại nói thằng Juda phải sa hỏa ngục? Có phải không quý vị? Thật sự nó như vậy. Và tôi mong rằng giáo hội bỏ câu đó đi. Và quả thực ngày hôm nay tôi rất vui mừng vì giáo hội đã bỏ câu đó rồi. Không ai kết án Juda phải sa hỏa ngục. Bởi vì tôi nghĩ một cách đơn giản như thế này này. Juda thấy thầy của mình, tức là Chúa, quyền năng đến cùng cực. Người mù làm cho sáng, người què chữa dậy đi đá banh được. Người chết làm cho sống lại, nước biến thành rượu. Thì mấy người Do Thái đó làm gì được Chúa? Vì tin như vậy ông ấy bán lấy 30 bạc kiếm chút cháo thôi, chứ ông đâu có chủ trương để bán Chúa lấy 30 bạc. Ông tin rằng không ai làm gì được cái quyền năng của Chúa, cho nên ông ấy bán.
Nhưng ông không biết một điều rằng giờ của Chúa đã đến, giờ chịu nạn để cứu chuộc nhân loại đã đến. Cho nên là Chúa bị bắt, bị xử phạt, bị tuyên án, bị đóng đinh. Ông quăng 30 đồng vào nhà thờ và treo cổ tự tử. Cái hành động đó là cực kỳ ăn năn hối hận. Và biết đâu trong cái khoảnh khắc chỉ 1-2 giây treo cổ chưa chết, ông đã hối lỗi xin Chúa tha tội. Như Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần. Cho nên khi mà Chúa nói các con đừng phán xét, tôi nghĩ càng ngày càng thấy thấm thiết cái câu đó. Bởi chúng ta không nhìn được sâu trong lòng người ta, chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Đức Giáo Hoàng Francis của chúng ta khi hỏi về những người lesbian, người gay, thì Đức Thánh Cha nghĩ làm sao? Đức Giáo Hoàng nói cái đơn giản là Who am I to judge? Tôi là cái gì mà được phán xét? Cho nên tôi vẫn cho cái câu quan trọng nhất mà chúng ta không giữ được. Chúa bảo không được xét đoán, nhưng chúng ta vẫn chỉ trích, vẫn phê bình, vẫn gièm pha, vẫn phê phán những cái rất là bề ngoài. Đó là cái điều mà tôi cũng đã phạm cái lỗi đó. Ở tuổi cuối đời, tôi nhìn thấy cái điều đó rất là quan trọng. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con, thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.